Cha bố nhà con Mô vứt lát vào nhà tao. Tao biết hết rồi nha. Ba chửi ai hả? Bà có tin tôi cho một nguyên một cái cục diện vào mồm bà không hả? Tao kinh gì á? Bà tưởng tôi cũng kinh bà. Tôi không có kinh đâu nhá. Cái loại ốc chúa. Mì mới là ốc chúa. Úi dồi. Cái lão quăng tèo đi. Ông làm chi giữa? Cái đồ vô duyên vô dạng, người ta đang cãi nhau để nhảy vào giữa để hắt nó vào mặt ha. Đây là cửa nhà tôi nhá. Tôi đổ nước để cho nó khỏi bụi nhá. Thế nên tự nhiên đứng cửa nhà người ta mà chửi nhau, cãi nhau thì duyên nhỉ? Con chó này đổ rác nhà tôi này. Mimi cứ nhỏ như vậy. Thôi. Khổ quá là cái bà lạ nhỉ. Ai chẳng biết bà thì kinh bà này. Bà này thì kinh bà này. Tôi biết là cả hai bà đều hết kinh rồi nhá. Bà thì con chó, bà này cũng là con chó. Thế thì tóm lại là hai bà nào là người? Hai thế nào? À, bà là chó. Cái loại này là con chó. Mi là con chó. Úi dù, tôi tóm lại là cả hai con chó giải tán. Tôi nhờ nhá. Cứ làm loạn hết cả cái khu trọ này. Bao nhiêu khách trọ cho tôi bỏ đi hết này. Chỉ vì các bà thôi. Nói cái tiếng rõ ràng, nét cái tiếng ở tỉnh không nói. Toàn nói tiếng như cái ngoại quốc ấy. Chửi nhau toàn tiếng nước ngoài. Thế thì người ta chẳng nghe, nó chả chối tỉ. Úi đi làm đi. Đi đi. Em ấy là em không thèm cãi nhau với con chúa kia. Tôi thèm nói chuyện với bà hả? Bà mới là con chúa. Thôi tóm lại hai bà đi về chỗ khác đi. Đây là nhà tôi nhá. Đi bà dọn ngay đồ rác rồi cứ cửa cho tôi đi. Nhanh. Cổng nhà ông đi mà dọn. Cổng nhà bác đấy. Bác tự đi mà dọn. Cái bà này ý thức kém chặt đi. Mình thích. Thôi, xóm trọ mình còn phòng không anh? Nhà trọ anh thì còn rất nhiều phòng. Này, tóm lại đây em muốn thuê phòng ở một mình hay là ở mấy người? Em có ở mình à? Ai mà giờ thế thì thoải mái. Thế bên mình có ưu đãi gì không anh? Rất nhiều ưu đãi, đặc biệt là ưu đãi cho những người phụ nữ mà ở một mình. Này, internet này, mạng là anh free luôn. Này, điện nước thì anh có thể giảm giá nữa. Cứ biết làm sao lúc nào cũng có điện. Và nước của em là cái đều đặn. Yên tâm là, này, phòng chỉ có 1,5 triệu thôi. Nhưng mà em quan hệ tốt với chủ nhà thì lại còn giảm giá chỉ còn 1 triệu. Mà cũng có thể là chỉ còn có 500 thôi. Mà cũng có thể nữa là có khi anh lại trả tiền thêm cho em. Anh cứ đùa em đi. Thế em đóng tiền luôn được không? Ta vào trong nhà ta làm được luôn. Anh nói cho em ở đây là tuyệt vời luôn. Dạ. Dân ở đây người ta ý thức lắm. Dạ. Nói chung là tất cả các nhà trọ nha, tất cả mọi người ở đây đều gọi là thanh niên ưu tú luôn đấy. Anh lịch sự lắm cháu ạ. Ở đi mày biết. Thế làm sao? Là có ngứa mồm à? À, người gì mà cứ lạ thật đấy, toàn trong cái bánh xe thì toàn chen vào việc nhà người khác, tải lên cứ đi về đi, chỉ thích tham gia vào việc nhà người khác. Em ơi, người ta vào đây làm thủ tục. Dạ, đi anh. Ôi rồi đây không sao đâu, để anh dắt em vào ta làm thủ tục nhé. Em ơi, em ơi, giới thiệu với em, đây là xóm trọ của con Tèo đấy. Đấy, toàn thanh niên nó là xin giới thiệu cho tất cả mọi người, đây là cô My, thành viên mới của khu trọ Quang Tèo. Yes. Em chào mọi người. Em tên là My. Em sinh viên đại học thứ 2 ạ. Em tên là My mà toàn mặc cái đồ kaki, mắt cái gạo tròn nhỏ My. Thế mới sướng. Có phải là sinh viên không đấy? Là sao? Thế không sinh viên thì là cái gì? Đây là sinh viên nghèo vượt khó. Còn ai hỏi gì đâu. Ô, thế là em học trường gì ấy? Em học em học báo chí á. Dạ. Trường hợp thì anh đây học trường báo. Mày có báo hại ấy. Báo đời ấy. Báo. Làm xe ôm ấy. Anh không giấu tí thôi, nhưng mà thôi, em không phải để ý bác với cả mọi người đây nói gì đâu. Anh thấy em có tí gọi là giống nhau, tối anh em mình giao lưu phép nhỉ. Con thích rau dựa được không? Thôi thôi các bạn. Cháu chiều em tí bác. Trẻ ôm mà vừa thấy gái cái này, mọi cái nó bắt đầu giống tình hết cả lên. Bác cho cháu sĩ tí. Sĩ cái gì? Hãy tập trung lấy sức khỏe mà con phóng lên làm cho ôm tiếp nhá. Vâng nha. Đi em ơi. Đây vào cho này. Không phải phức tạp lắm. Ôi dồi ôi.
phòng em thế nào? Ngây rồi, ngay từ giây phút đầu tiên gặp em, anh đã đánh giá phải nói là em là người phụ nữ rất sạch sẽ. Đúng là hôm nay Mục Sở Thị vào phòng em, hương nó thơm cứ như mùi mít. Thơm không? Thơm, thơm, thơm. Chắc chắn là ngày nào anh cũng phải vào đây hít một cái. Thì thơm đi. Hít luôn á? Nhanh của em đổi ý này, anh lên. Thơm thật này. Cái mồ hôi của em nó thơm như mùi nước dứa. Chứng tỏ ăn dứa đúng không? Trái thơm đúng không? Trái thơm. Trái thơm vừa rồi của anh, củ rưỡi. Trái thơm củ rưỡi là thế nào? Thế sao? Thế bây giờ là anh định không trả tiền à? Ô, làm gì có cái gì trên đời này free. Anh già rồi anh có biết điều đấy ạ? Này, không có làm ăn cái gì đâu mà cũng chỉ là mà chính em mời anh thơm mà thôi nhá. Hay là em cố tình em bày ra cái trò này để em tống tiền anh đấy à? À, này đừng có đùa với anh nhá. Thế giờ như nào? Anh có định đưa tiền không? Hay để em hô hào đến cả cái xóm này biết? À, bốc phốt anh lên mạng. Cô là sinh viên mà ghê gớm nhỉ? Giỏi đấy. À, cô quan trọng là cô có dám làm không? Ô. Chả có cái gì tôi không dám làm cả. Đừng có đố em. Sao? Giờ sao? Có được tiền không? Được rồi. Thì cứ coi như là tiền phòng là 1,5 triệu một tháng. Tháng này tôi cho cô ở nhá. Từ bắt đầu từ tháng sau cút nhá. Ô, tự nhiên em lại thích ở cái phòng này rồi đấy. Em không đi đấy. Là thích ở đấy theo tốt nhất là cái tình cảm với nhau cho nó đàng hoàng. Chứ em mà chơi cái kiểu này mánh khóe với anh thì em còn ở với anh thì làm sao? Sau em vẫn sẽ trả tiền cho anh 500,000 tiền phí. Này, chúng mày không có đi làm gì mà cứ dỗ cái hơi ngồi đây thì mà chuẩn bị xem trả tiền phòng đấy. Hôm bác từ từ gì mà vội thế? Mà vừa bác cho thuê phòng xong xong bây giờ nhìn mắt như kiểu mất sổ gạo ấy. Sao mất sổ gạo? Thì cháu nhìn mặt bác làm hầm hầm đi ra nó không được tự nhiên. Đầu hết cả đầu rồi. Có gì mà đau đầu bác? Chuẩn bị tiền phòng chưa? À mà thôi từ từ đã bác ơi. Cháu vừa xem được cái clip trên mạng hot lắm, bác có xem không? Ôi thì lạ gì, mấy cái tít nó câu like, câu view, cái lòng xào dưa gì? Lòng xào dưa là qua rồi, cái này hot cực bác ạ. Cái gì? Đây, cháu cho bác xem. Úi giời. Này, chúng mày cố tình mà chúng mày cài tao đấy vào. Đâu có đâu. À? Bọn cháu thì vô tình đi ngang qua thôi, thấy bạn nhè. Dấu khẩn trương xóa đi anh nhá. Nhưng lộ ra bác gái mà biết thì chúng mày chết đòn luôn nhá. Bác cứ yên tâm, bọn cháu là nổi tiếng là kín tiếng mẹ. Kín cái gì? Mồm của chúng mày thì khác gì cái đít vịt đâu. Ui giời. Đít vịt mà ướt thì lại lấy lá mít nó bịt vào bác ạ. Mà đây bọn cháu thì chỉ cần tờ 5 lít là khít khít khít, không hở tí nào. 3 tờ bác. Cướp đâu ra 3 tờ? Ta. Này, đến tháng thì bác gái đến đây kiểm tra mà thiếu nhiều như thế thì bác cũng chết này, mà này chúa chết là chạm cũng thăng hà luôn nhá. Thì thôi cũng được bác, 5 lít cũng được, thế nhưng mà tiền trọ thì bác cho khất 1 tuần lắm nhá. Đấy nghe còn được, xóa khẩn chưa? À, đây cho xóa luôn đây. Đây bác xem, ok chưa? Rồi, cái này có không? Cháu xóa hết rồi, bây bác yên tâm. Bác nói luôn nhá, chấp nhận 5 lít nhá, mà xóa rồi mà vẫn còn ở lại nhá, thì chúng mày đừng có trách bác nhá. Cứ yên tâm, uy tín luôn. Rồi. Một phút bốc đồng. Cả đời bốc xít. Ra rồi còn mua mấy cái lũ con lít. Hôm nay khai trương mà chẳng có một bóng khách nào cả. Hãm thế không biết được. Anh ơi vào đây khoảng khoảng khai trương anh ạ. Anh vào đây anh làm cho giãn cơ xuống thắng. Giãn hết cả cơ chân, cơ tay, cơ vú. Khai trương cái gì đây em? Quán gì đây? Mai.
massage. Vâng, em sẽ anh có thấy em. Này, nhưng mà có đấy, có mắt gần không? Có mắt gần, gần xa, mắt hết anh ạ. À, cả giãn cơ luôn, giãn cơ chân, cơ tay, cơ bụng. Cái gì cũng giãn. Nhưng mà nói thú thật với em này, anh đi làm về không bằng tiền đi. Em sao em cho chịu liền. Không có tiền. Em thì làm thôi. Ơ kìa, giận dỗi gì đây? Hai ngày hôm nay chẳng thèm đến với ta gì cả. Để bận công việc tí thôi mà. Thôi đừng giận nữa nha. Đấy, phải thế chứ lệ. Phê không? Sướng nhé. À mà từ từ, anh có cái này cho em xem nhé. Thích chưa? Thật không đấy? Ừ, hay, chả thật thì sao? Ủa, hôm nay lại còn cho người ta vàng nữa. Đúng vàng đấy, cắn thử nhá. Ừ. Ui, cảm ơn anh. Ôi, hôm nay em sẽ làm cho anh phê luôn. Thật không? Thật mà. Thế thì ngoan, tí anh đưa điện hầu nhá. Dạ. Khiếp, ui, em đợi mãi. Từ từ không anh ngã bây giờ. Ôi, ôi. Hôm nay mặc áo xịn xò thế. Hôm nay đến với người đẹp thì phải ăn mặc cho đàng hoàng chút. Chẳng qua bấy lâu nay anh ấy là anh cứ giản dị thế, chứ còn quyết định hôm nay phải mặc cái áo hoa để gọi là bông hoa thơm con bướm mi nó nghi lượn mi cho nó lãng mạn đấy, hiểu này. Ở mình người ta có câu rồi là phải khiêm tốn, giàu người ta ghét, đói rét là người ta khinh, mà thông minh là nó tiêu diệt. Chính vì thế cho nên anh cứ bình bình như này thôi, chỉ khi nào yêu em thì anh mới rực rỡ đấy. Thế bây giờ bao cho em nhiều nhiều tí nhá, mặt đẹp thế này mà. Ôi, đã làm cái gì đâu mà chưa chi thế, bo mở mồm rất là bo. Em yên tâm, làm tốt hôm nay bo cả một con bò luôn. Bo. Đấy, thế được chưa? Còn ít cái gì nữa, cứ bình tĩnh. Em cứ làm cho nó nhẹ nhàng, xoa bóp cho nó mềm mại nhẹ nhàng. Anh cảm thấy tới nơi tới chốn thì em sẽ có tất cả, yên tâm. Cảm ơn chồng yêu. Em vừa nói gì? Thì chồng yêu á? Em nói là cảm ơn chồng yêu. Cái từ chồng yêu, hai cái từ nó rất là bình thường, xong mà lúc này em nói nghe nó cứ ngọt ngào mà nó dễ chịu làm sao ấy. Chồng yêu nhớ là phải luôn luôn giữ chồng yêu điêu là con chó ấy nhá. Thế lại bo tiếp nào. Ừ. Chưa gì đã tụt xuống thế này rồi. Tụt nhanh quá à? Chẳng thế à. Tụt nhanh thế này thì mất húng. Anh vẫn mặc đàng hoàng, làm cái gì đâu mà bảo anh tụt. Tụt mà. Tự nhiên đang 200 mẹ xuống 2000. Tụt tiền đi. Giảm độ cao bây giờ thì em thích lên anh lại cho nó lên nè. Lại được lên. Em muốn lên nữa. Lên nữa thì cứ phải từ từ. Từ từ em bảo cứ từ từ thì phải khoai nó khác nhừ nhá. Ô. Ô đi. Bố thấy xe vợ nó kìa. Ô cái thằng. Mày đến đây làm gì đấy? Cô như là người phải hỏi bố đến đây làm gì đấy. Đang thoái hóa nó sống cổ, gấm vào để nhờ cô ấy bóp cho tí, gấm mỏi quá. Mà bố đang làm tự dưng người vào phá đám gì? Thế nhưng mà đây là vợ con. Vợ nào mày? Ồ, bố chưa biết gì à? Vợ con cắt máu ăn thề rồi đấy. Thế à? Vâng, chuẩn bị lấy nhau rồi. À, cắt máu đâu? Cắt vào chỗ nào? Đây này, bố vợ vừa nhìn thấy chảy máu đây. Bố mày cũng cắt ở chỗ này rồi, đây này, cũng ăn thề rồi. Ồ, nhưng mà cô gọi con là chồng rồi. Cô ấy cũng gọi bố mày là chồng yêu rồi. Ồ, cái gì? Này, cứ tóm lại bây giờ anh hỏi em là em gọi ai là chồng yêu trước, em nói luôn cho anh nghe. Em nói đi. Em không nhớ. Rõ ràng em vừa mới nói đây xong mà em quên à? Em không biết. Em vừa nói đây xong mà em không biết là sao? Nhiều khi con người người ta nói xong rồi cũng không nhớ. Lạ nhỉ. Mà bố đấy bố ạ. À.
Bây giờ bố già rồi thì bố chấp nhận ở một mình đi. Bây giờ già đi tán gái trẻ nữa, đúng là đổ đốn rồi. Là con cái rất mất nhiều nữa. Chính vì bố mới già, bố mới cần phải ăn gấp nhá. Chứ con mày với cả cái tuổi thọ của mày còn dài như thế này mà làm sao mày phải vội vàng à? Biết là bố mày đang cần, bố đang thèm cái gì thì đáng như mày phải nhường cho bố mày, thế mới là đứa con có hiếu chứ. Thế bây giờ con hỏi bố bên tình hay bên hiếu bên nào nặng hơn? Cả tình cả hiếu đều nặng. Thế thì tức là mày vừa có hiếu với bố mà nó lại có tình với bố. Thì vợ con nó là vợ của bố. Bố con anh đừng cãi nhau nữa, đi về nhà mà cãi nhau để tôi còn làm ăn. Thế trả quà anh đi. Thế anh không nhớ bài hát, anh không đòi quà. Bắt thang lên hỏi bố này, lấy tiền cho gái, có đòi được không? Bố mày cứ nói là không nhá. Đến bố còn mất bố chỉ là mày. Bố, đúng rồi. Mày đúng là bố thì con thì ba. Rửa mặt, mày vẫn còn ấy. Anh đi vào đây với em nào. Ôi lâu lắm rồi mới qua em lắm nào. Anh phải chờ con mụ già nó ngủ để đến được với em. Trời ơi, thế hôm nay có mang quà cho em không? Có chứ. Đây. Chồng yêu, từng nào nó cũng thích, nó cũng vuốt ve này chết rồi. Bố, vuốt cái gì đấy? Sao bố giật mình ghê vậy? Chắc lúc cái dình mỏ tập trung rồi mày bố rồi. Con đang dình mà. Thôi bố ơi, bố con mình bị lừa rồi. Cái con này ấy, nó lừa hết trai là khác rồi. Bây giờ đến lượt là mình đấy. Khổ nỗi, bố con mình là lạ nhân mới khổ đi. Kiểu này thì chả mấy đâu, trai làng này cũng lừa hết. Bây giờ chắc cũng được nửa làng rồi đấy. Thế bố thấy bố như nào? Già còn dại. Đấy, chừa bố nhé, bố đi về bố ạ. Về. Tivi, Tivi ơi. Ủa, thấy gì chưa? Con bưởi giống quen về rồi đấy. Trông mắm ra phết gì. Tivi, Tivi. Ui, con gà, ui nó là thầy. Tết đi ăn ngư hồng. Con ơi, vừa mới về đây, định đi đâu? Tết đi là bố. Bố ơi, con về. Con chào bằng tiếng mình đi cho nó dễ. Nhưng tiếng nước ngoài bố chả hiểu. Bố lại dọa rồi, con lại đi đấy, chết. À, thế mình go home. Go home, go home. Hôm nào con? Đi vào nhà. Đi vào nhà, đi vào nhà đi bố. Vào nhà thì bảo vào nhà cho nó dễ hiểu. Thế đi về con để mình cáo ra. Phấn khởi quá. Alo Bưởi à? Ừ, anh đang ở cổng sau. Ôi, sao anh ở cổng sau? Bố em đang có ở nhà đấy, đi về đi. Bưởi ơi. Bưởi ơi. Bố em ở nhà. Ôi giời. Ở đây cái giờ này nhỉ? Toàn mùi mắm tôm này. Oh hell no. Anh. Ôi, trời ơi, sao anh ở đây? Anh có biết là bố em mấy hôm nay rình rập cái cảnh ở đây. Kệ bố em đi. Thế cơ mà vừa nãy có cái gì nó rơi mặt anh cứ hôi hôi như mắm tôm ấy. Sao mà biết được? Ra. Ra. Bố. Thằng nào vừa dòm ngó này đây. Có ai rồi à? No tin. Bố mày không tin thì còn ai tin nữa. What? Rõ ràng nghe thấy có tiếng thằng nào thôi. Từ đây trở đi cứ có cái thằng nào mà nó thích con, nó muốn tìm hiểu con phải mời nó vào trong nhà. Nói chuyện với bố rõ đàng hoàng nhá. À, thế là... Không thế có kiểu thập tòa thập tụt thì có ngày bố tưởng ăn trộm rồi. Bố chỉ không mà chết đòn. Thế bố cho anh em vào nói chuyện à? Thế là thằng nào? Thế bây giờ bố vào nhà đi để con gọi anh vào. Ừ, gọi anh vào. Đấy mà. Ở ra phát là lộ ngay. Còn cứ cho nó vào đây. Ờ,
thấy chưa? Bố em mở sẵn cả cửa chờ anh ấy đấy. Bố làm cái gì đấy hả? Bố thấy nhà có nhiều ong quá thì bố đập cho nó nát con ong. Con ong này. Con ong này. Kìa bố. Làm gì đây? Đáng đời con ong. Đùa với thằng này. Cậu nói là cậu yêu thương con gái tôi đúng không? Bác biết rồi còn hỏi. Anh nói kiểu gì đấy? Dạ cháu xin lỗi bác, cháu vẫn đang đau nên lời nói nó chưa được kiểm soát. Cổ xúc nó quen. Cậu phải học các cụ ngày xưa ấy. Như tôi này ngày xưa, cái thời ngày xưa mà đi tìm hiểu ấy, là phải tìm hiểu cho thật kỹ. Gia đình nhà vợ mình như thế nào, nhà người yêu mình thế nào, từ ông bà bố mẹ, sở thích sở đoản sở trường thế nào. Thế dần dần lân la để đến gần tiếp cận. Rồi bố mẹ rồi đến ông bà xong rồi mới tiếp cận đến bạn gái. Đằng này đến nhà người ta cứ như là rình mò ăn trộm rồi ăn một cái vào mặt là đúng rồi. Cháu có điều sai trái thì mong bác bỏ qua. Đây, cậu nhìn đấy. Con gái tôi cành vàng lá ngọc như thế này nhá. Mà cậu là cái thằng xe ôm. Sau này thì cậu lấy nó về thì cậu lấy tiền đâu ra rồi cậu nuôi nó. Em sao phải nuôi? Em đứng dậy. What? Em cứ đứng dậy đi. Em quay một vòng cho bố em xem. Bác nhìn xem. Chân tay lành lặn như này tự làm nó mà ăn chứ nị. Bác phải nói chuyện. Cháu nói thật cho bác biết nhá, bác đừng có coi thường anh em bọn cháu. Bác làm sao hiểu được cái thú vui tao nhã chạy ăn từng ngày như bọn cháu. Nữa mà cứ cậy có tí tiền để hình hoàng. Tôi có khinh thường xe ôm đâu. Hả? Bác nói như thế cho thấy khinh thường rồi đấy. Không, cậu nói thế tôi biết rồi, tôi hiểu rồi. Cậu làm xe ôm chạy vậy từng bữa ăn một đấy, đấy gọi là thú vui tao nhã gì. Vâng ạ. Tôi hiểu rồi. Nhưng mà con tôi thì không thể sống với những người mà kiểu đi chạy vậy từng bữa một như thế, nó không được tao nhã nhá, cho nên mời anh lại nhà. Dạ vâng ạ, nếu bác đã phân tích thế cho xin phép tôi đi về ạ. Anh tôi nói bác biết nha, chảo hơi đau đấy. Hiệp, bác Quảng này đi sớm thế. Sớm mới sủa cái gì? Các cụ nhà ta có câu là giàu đâu đến kẻ ngủ trưa, khó đâu đến kẻ sớm trưa ở ngoài đồng. Đấy, thức khuya dậy sớm như thế mà túi chả có đồng nào đây này. Thì các cụ cũng có câu, một nghề thì sống, đống nghề thì chết. Bác đang yên phận đồng nát như thế, lại chuyển sang xe ôm. Bọn cháu đây xe ôm đã đủ chiếc đói rồi, bác như này khác gì mất miếng bọn cháu. Mày còn làm tao mất tiền nữa nhá. Ô, tiền gì bác? Mày không nhớ à? Thế cái khu vừa rồi thì mày bảo tao chỉ vào chỗ con mi đấy. Cái con bé bảo nó dễ dãi lắm, nó thoáng đãng lắm, nó chỉ cần mấy đồng nữa là thoải mái từ A đến Z. Cũng phải nửa, tao nếu vừa vào cho nó xong cái thì thằng chồng đắp cưới của nó được cũng ập vào, thế là nó lột sạch tiền. Ui, thế bác có bị đánh không? Nó tuổi gì mà đánh tao hả? Cái ngày võ nghề hơi bị cao đấy nhá, đừng có đùa. Thế mất nhiều tiền không bác? Cái đen còn hơn triệu. Thế là nó lột sạch chứ còn gì nữa. Làm được bao giờ cho nó lại lấy được cái quỹ đen số được gần 2 triệu ấy. Thôi coi như là của đi thay người bác, cháu mình xin xóa. Sẽ ôm không anh? Còn có đây em ơi. Không những ôm mà còn có cả ấp. Mình có dịch vụ như nào? Dịch vụ xe ôm của anh nhé, thì là anh có thể cho em đi cái loại cấp độ, gọi là cấp độ bình thường thì là đi là có nóng lạnh này, có khăn sát trùng này, cứ loại vào 500 luôn. Đấy, vừa nóng lạnh vừa có khăn sát trùng đấy, đi rất là thoải mái, mà đi rất nhẹ nhàng thư thái để em có thể tham quan cảnh. Đặc biệt là có cái loại mà tốc độ nhá, thì đi theo kiểu tốc độ bàn thờ nhá, bốc đầu nhá, để cho em đi lúc nào ở cứ cảm giác như là đang ở trên không. Em chọn là gói cao cấp đi, em có thiếu gì ngoài tiền đó. Ôi giời ơi, em ơi, bên đây anh cũng thiếu gì cái dịch vụ cao cấp đấy đâu. Đấy, đi bên anh là ok luôn, đi với bác làm cái gì, đi với anh là về tới nơi tới chốn luôn. Anh lại còn trẻ còn khỏe nữa, đi sang đây đi với bác già này làm cái gì.
trẻ chắc gì nó khỏe. Này, đừng có đùa thằng già này nhé. Chân gà nó vẫn nhai rau rau, người là hơi bị máu đấy. Còn đi cái loại thằng này nhá, em có biết nó đi theo kiểu gì không? Nó đi theo kiểu mồng một nhá. Nó đi theo kiểu băng hồ ấy. Đi mồng một mà nó về còn vào ngày rằm. Ê, thưa em, sợ dịch vụ của anh già. Đây, sang đây anh phờ đi, tiền xăng xe thì phờ đi, tiền ôm luôn. Em yên tâm em đi đây nhá, đi anh nhá, em anh phờ đi, tiền xăng, tiền ôm. Cần thiết phờ đi cả nóng lạnh nữa. Mày có cần thiết tao phải gồng hết cả người lên tới không? Hả? À, em nhỉ? Anh làm gì đấy? Em là thượng đế, anh sẽ bế em lên xe. Không cần đâu anh, không cần đâu. Em đi đâu mà lại vào cái đường như là đường rừng như này? Chạy đi vào đâu nhưng mà quan trọng đâu. Sao đấy? Ôi, sao? Xe làm sao rồi anh? Sao nhỉ? Tự nhiên. Chắc là thứ nhất là bugi, thứ hai là cái gì ở trong ấy mà. Để tôi sửa cho. Vâng, em vào đây có mấy khu đất, trước kia em nhắm ở trong khu này rồi. Thế là đặt cọc xong tiền rồi, bây giờ tìm cái nhà cô ấy ở trong này em nhớ rõ là ở trong này. Mà bây giờ tìm mãi không ra. Đấy. Ừ. Thôi được rồi, tôi đưa cô vào. Chắc là trong ngõ này thì chạy đi đâu được mà phải lo. Mà cô làm bất động sản à? Dạ vâng, em làm bên bất động sản. Thế là anh nắng nôi này một tháng kiếm được khoảng bao nhiêu tiền? Làm xe ôm cái nghề này thì nó như đi câu mà. À. Có hôm thì có thể là sát cá thì câu được đôi chút. Thế nhưng mà tóm lại thì cũng có những cái hôm mà ngồi cả ngày thì có hít bụi cũng chả được đồng nào, vất vả. Em thì thôi, anh em mình gặp nhau cũng là cái duyên. Hay là anh về công ty của em làm đi. Mỗi tháng em gửi anh 15-20 triệu. Nhưng mà tôi làm xe ôm thì vào bất động sản thì tôi làm được cái gì? Anh không cần phải làm gì cả, anh chỉ cần chở nhân viên của em đi quanh quanh đây để xem đất thôi. Hoặc là anh với anh nhắm nhắm xem có mảnh đất nào ngon ngon thì anh ấy bọn em. Ôi dồi ôi, đây này, anh xem này. Ôi dồi, tóc anh muối tiêu hết rồi đây này. Ôi dồi, nhà anh về công ty của em rồi. Anh là người đàn ông của em. Mai em đưa anh đi tuốt. Mai sẽ tuốt anh. Tuốt chân. Là tuốt tát. Tuốt từ đầu đến chân. Trời. Anh phải nói là nhuộm tóc ấy. Anh mà thế, anh ở đây thì xa vợ. Có thì nhiều vợ bí bách không? Thỉnh thoảng cũng bí bách con người. Chính vì thế nên là phải nghỉ 1-2 hôm cái cuối. À vậy ạ. À, mà anh thấy trời nắng quá. Mà xe mình bị làm sao anh em vẫn chưa sửa được à? Lạ thế, tự nhiên đến đây nó hỏng. Chắc là thứ nhất là bugi, thứ nhì là cái gì ở trong. Thế thì mình vào cái bụi kia cho mát, mình xem cái gì ở trong. Chứ đứng ngoài này nắng quá. Vào trong kia thì bỏ bugi ra xem vào. Cô gì ơi, tôi xin bộ quần áo. Nhưng khổ, tôi xe ôm em vào làm gì có tiền có của gì đâu. Có mua cái xe để đi làm ăn. Cô gì ơi. Ở đây có 5 triệu này. Em tiêu kiểu gì tiêu. Tết năm nay kinh tế khó khăn lắm. Thế anh không định biếu quà cáp cho hai bên nữa à? Kinh tế đâu khó khăn mà ông bà có ôm đau gì đâu phải biếu. Bố đây, cất đi. Bố. Ui trời. Có chuyện gì thế bố? Mày quá, anh cả lên đây rồi. Này. Bố có nhau nước không? Thôi. Khổ quá. Nước sôi đều bỏng rồi. Này con đây. Con. Mẹ đã bị tai nạn. Này, thế hai vợ chồng con có dư dật để cho bố mượn tạm 10 triệu đi thăm mẹ cái không thì nguy hiểm quá. Thế mẹ bị làm sao đấy bố? Bị tai nạn này, thế bác sĩ bảo là bị gãy chân, phải bó bột đi này. Bố thử sang hỏi nhà chú Tuấn xem, nhà chú khá giả hơn con, có khi chú có tiền để dành đấy. Hai vợ chồng mày không có à? Tiền lấy hàng con là không có, gần Tết đến nơi rồi, có con làm gì có tiền lấy hàng đâu. Gần Tết rồi,
để bố xong bố hỏi em vậy nhá. Thôi bố đi thôi. Ui rồi. Anh vừa lấy tiền hàng mà. Shh, làm gì có tiền, mới có tiền để lấy hàng Tết đó chứ. Thì bây giờ bố mẹ không xoay được thì làm nào? Từ từ để xem nào đã. Để tính sau. Tôi đã bảo nấu cơm đi. Xoay đi. Gà thì chết, lợn xuống giá. Tết nhất đến nơi, không biết còn tiền tiêu không nữa. Để tính xem thế nào. Bố. Bố. Con phanh đến đây vậy ạ? Bố vội quá. Bố có hai quả bưởi, mang cho các con. Con xin ạ. Ấy áo cho bố đi. Bố mặc tạm vào cho ấm nhá. Thôi không, bố phải đi ngay bây giờ. Chả là mẹ con bị tai nạn. Mẹ bị sao hả bố? Bị tai nạn, thấy bác sĩ bảo là gãy chân, cần phải bó bột. Mẹ bị gãy chân đấy ạ? Sao bố không gọi cho bọn con? Bố sang đây thì hỏi xem hai con, nếu như có tiền thì cho bố mượn tạm để lo viện cho mẹ. Sau rồi bố sẽ bán cái vườn bưởi thì bố sẽ trả con sau. Bố đã sang hỏi anh cả và anh hai chưa ạ? Anh cả thì anh bảo là chưa lấy được tiền hàng. Còn anh hai thì nó đầu tư hết vào trong công trình, không còn tiền nữa. Anh với sợ em. Mẹ đã, bây giờ bố về, con nấu bát cháo cho mẹ, rồi con sang chở bố lên viện bố nhá. Thế bố về nhá. Bố mặc áo ấm rồi bố về. Thôi, nhá. Không sao. Bố đi cẩn thận. Bố đâu? Bố vừa về rồi ạ. Thế bố về không lấy tiền à? Em có đưa cho bố một ít ạ. Một ít là bao nhiêu? 1 triệu anh ạ. Hả? 1 triệu á? Thì bây giờ nhà còn 2 triệu để sắm Tết. Em đưa tạm cho bố một nửa. Ủi giời, 1 triệu bây giờ vào viện làm sao đủ? Em sợ anh mắng. Mắng cái gì mà mắng? Chạy theo bố nhanh đi. Nhanh. Bố. Bố ơi. Ok con. Có việc gì nữa? Vừa nãy vợ con không biết nên đưa bố có 1 triệu. Chúng con còn ít tiền dành dụm, định để mua lợn giống. Nhưng mà thôi, bây giờ việc lo cho mẹ gấp hơn. Bố cứ cầm lấy lo cho mẹ. Đúng rồi bố ạ. Dù sao bây giờ chữa bệnh cho mẹ vẫn là quan trọng nhất. Bố thực sự rất xấu hổ với các con. Lúc chia đất chia cát thì hai thằng anh con tranh giành hết cả. Còn lúc khó khăn thì chúng nó lảng tránh. Rồi bố vẫn phải quay lại về với các con. Bố rất có lỗi với các con. Kìa bố, bố được suy nghĩ thế. Chúng con cũng là con trong gia đình, cũng có phải trách nhiệm với bố mẹ mà. Bây giờ để chúng con đưa bố vào lo cho mẹ nhé. Rồi bố, bây giờ mình lên viện lo cho mẹ đi bố. Tầm nay có thằng nào vào để đánh chén thì đứng lại. Đi đâu rồi? Tôi là xe ôm chở khách. Thế thằng này là thằng nào? Khách à? Khách đi xuống. Nhanh. Vâng. Mày đến là anh với mục đích gì? Khai rõ lý do. Các anh có phải là anh Thọ, anh Huy với anh Pháo đúng không ạ? Em là người làng mình mà. Em con ông Quang, nhà bà Quáng dưới cuối làng đây. À, thằng Kiên con nhà ông Quang. Mày đi Tây mấy năm bây giờ mới về? Đẹp quá nhỉ. Áo đẹp phết nhỉ, mượn tí. Không được. Chú Mỹ, kể cả con là người làng này thì cũng phải làm theo lệ làng. Há mồm ra để cho bọn anh kiểm tra răng miệng tí nhỉ. Các anh cứ làm như em là lợn ý. Vừa hôm qua nhà ông Quang nhập hơn chục con lợn về. Tao còn phải kiểm tra xem là nó có bị thiến hay chưa. Riêng mày ấy, là tao ưu tiên cái chỗ này đấy. Để mất thời gian quá. Thằng Huy, nó bảo giá đấy. Đó cho anh. Đánh răng, rửa răng,
500k làm thơ mồm 2 củ hai củ hai củ đấy 5 củ đây làm gì 5 củ bỏ xuống nào nhá. Mày bảo ăn cướp thì bây giờ mày có làm hay không thì bảo tay 10 năm 7 nghe 5 củ bỏ ra làm sao không có năm có củ đấy mà hay là em gửi các anh tiền thuốc nước nhé. Làm cái gì đấy? Bọn tao ấy làm là vì nước, vì dân, vì làng, không phải vì răn bao đồng bạc lẻ của mày nhá. Bây giờ ấy mày có làm hay không? Có ạ. Có à? Ê, găng cái họng ra làm không? Con lợn này bao tiền? Có 1.2 triệu rồi bạn ạ. Anh sẽ trả chú luôn 2 triệu nhá. Dạ vâng. Chú em xin vào trong nhà pha chế cho anh nhá. Để anh chiêu đãi con anh và cả làng đến rượu. À, mau vào nhà đi. Con này ngon đấy. Ba đứa chúng mày tớ là đứng cho nó ngay ngắn. Khi nào anh Kiên về là phải tung hô này chào đón anh Kiên như là nguyên thủ quốc gia. Đôi à? Cứ ngoan đi, đúng rồi. Anh Kiên đi nước ngoài về tiền có một cả núi. Này cho tiện bác ấy bảo anh Kiên lì xì cho luôn. Bác Trường Họ ơi, phòng thằng Kiên là em dọn dẹp xong rồi nhá. Cảm ơn biết. Thôi, hôm nay bác Trường Họ đẹp thế, hoành tráng, em cứ nói hết cả mắt là. Trường Họ nó phải thế chứ gì? Cả cái tiền này á, bác cho em vay 10 triệu. Em mua cái tivi cho các cháu nó xem. Tivi nhà không có đâu. Tôi nói không phải lo nhá. Tí nữa cái thằng cháu đích tôn của dòng họ nó đi nước ngoài về này, tiền nó là tiền tỷ rồi. Tôi sẽ bảo nó biếu chú thím cả một cái tivi chứ không phải vay. Không. Hào phóng quá. Em rất là cảm ơn bác. Bây giờ thím về bảo chú về các cháu tao đây uống rượu luôn nhá. Dạ, cảm ơn. Khẩn trương đi thì. Kiên nhà mình không ạ? Kiên đi cùng con. Ôi, cháu tôi làm sao thế này? Làm sao thế hả con? Bây giờ bọn thanh niên làng nó đánh răng con bằng cái này. Nó còn bắt con đột 5 triệu mới cho vào làng. Cái bọn dài làng ý thức nó rất là kém. Thôi được rồi, cứ để đấy. Bố sẽ ra báo công an xã gô cổ chúng nó lại. Tên nhất rồi, thôi ạ. À mà, hôm nay nhà mình có cỗ à? Cỗ mà cỗ to đấy nhỉ. Đi vào trong nhà thay tắm rửa thay quần áo đi, xong rồi gian cỗ nhá. Ôi giời. Ôi giời. Em về bác nhá. Đúng rồi. Văn hóa làng xã rất là kém. Thôi được rồi. Cứ để sao xử lý sau. Bây giờ hai thím với các cháu cứ trật tự, cứ bình tĩnh nhá. Cái thằng cháu đích tôn của tôi nó sẽ phát quà lì xì cho mọi người. Con biết là phải phát quà nhưng mà con biết là đông như này. Có mấy người đông cái gì? Mày đi nước ngoài về tiền cả đống lo cái gì? Cứ phát thoải mái đi con. Con là phải phát huy giống bố nhá. Cơ chế nó thoáng đấy con. Con không có quà thật. Con muốn cười nhỉ? Đi nước ngoài về cả đống tiền lo cái gì? Con phát thoải mái, đây là toàn họ nhà mình cả mà. Không có quà thật. Tán đầu thế mà bảo ôi giời, về bảo có tiền. Không có tiền thật thì phát tiền đô cũng được. Đúng rồi. Kiên đấy rồi, trốn được trâu. Em bình tĩnh anh ơi. Ông là ai mà tự nhiên tóm cổ áo con tôi. Thằng này là con trai anh đúng không? Làm sao? Đó là tiền bọn tôi nó không trả. Tiền nào? Bây giờ anh trả dùng nó cho tôi cái. Gốc của tôi là 500 triệu, lãi là 200 triệu. Bây giờ anh trả cho tôi. Nó bảo nó gửi tiền về quê để cho bố, xong rồi ăn uống linh đình. Thì anh có giả không? Con tôi là nước ngoài, ra là nợ nần gì ở đây? Kéo mà không chọc nước ngoài cái gì. Em đã bảo là hôm khác cơ mà. Sao lại hôm nay? Thế nào? Con sang bên đấy đúng mùa Covid nên là phải trốn chui trốn lủi ra ngoài làm ăn. Nhưng mà chẳng may gây tai nạn, bị người ta bắt được, tự người ta trục xuất về nước. Nhưng mà về nước rồi con không dám về quê, sợ ảnh hưởng đến bố, nên con phải lang thang trên thành phố. Con chạy xe ôm để kiếm. Nghe tin bố chuẩn bị xây nhà, con đã không có tiền nên là con phải vay anh này.
500 triệu gửi tới về cho bố. Tại sao làm ăn như thế? Bố cũng là người có lỗi. Lần sau đang đi con phải nói chứ đi. Tại sao làm ăn như thế? Anh cho em quỳ quá này. Cho em gật. Đừng ra. Đừng lên. Mày là thằng đàn ông không được phép quỳ quá. Nhục quá con ạ. Thế 700 triệu của tôi cũng giả không? Thôi được rồi. Tôi sẽ bán nhà trả không? Bán nhà rồi mình ở đâu? Cứ bán trả nợ xong sang bên ông ở tạm. Rồi sẽ làm lại từ đầu. Bố nghĩ này, cũng chẳng mấy bố con mình sẽ lại xây được nhà. Lỗi cũng là tại bố. Tất cả là vì cái bệnh dĩ đấy mà. Bố, bố đã bảo con đứng dậy cơ mà. Còn lần này kẻ chỉ là nhân viên quen như anh được. Em mới quen thì sao? Em nên nhớ ấy. Có đôi, cá gì cũng có giá của nó thôi. Để tôi nói cho anh biết nhá. Tôi thà ngồi khóc trên con xe mẹ còn hơn là hạnh phúc và cười trên con xe rẻ rách của anh ấy. Hiểu chưa? Thế nhá. Tôi đi ăn chơi ấy là vì tôi kiếm tiền. Cô ở nhà ấy ăn chơi phè phỡn. Việc tôi đi với ai ấy, cô đừng có chõ mũi vào. Ngoan thì tôi còn chu cấp cho cô. Anh sao? Anh nói cái gì đấy? Tôi nói với cô rằng là cô hãy đi phá cái thai đi. Nhưng đây cũng là con của anh mà. Sao anh có thể đối xử với nó như thế? Nó đã thành hình rồi. Thật ra ấy, tôi không có định kết hôn. Ban đầu ấy, tôi chỉ yêu cô chơi bời. Coi như là cái số tiền này tôi bù đắp cho cô. Nếu như cô bỏ, tôi vẫn chu cấp cho cô đấy. Ok. Anh nỡ bỏ nó như thế chứ? Nghĩ kỹ đi. Sau giờ điện cho tôi. Sinh nó ra tôi biết nuôi nó bằng cái gì đây? Anh sẽ nuôi. Anh nuôi? Anh nuôi. Anh Lâm, chúng ta quay lại được không? Em biết là anh vẫn còn yêu em, đúng không anh? Nếu em cần giúp thì anh sẽ giúp đỡ em. Chúng ta hết tình nhưng mà vẫn còn nghĩa. Anh hy vọng là em không bỏ được bé. Anh Lâm, anh suy nghĩ lại đi. Anh xin lỗi nhưng mà anh cũng yêu rồi. Sáng nào bọn anh sẽ kết hôn. Cô ấy cũng biết chuyện của chúng ta mà. Nếu có gì cần, bọn anh sẽ giúp em. Chẳng phải em từng nói là em sẽ không hối hận về quyết định của mình mà.
Vậy thì em hãy chịu trách nhiệm với nó đi. Đừng bỏ đứa bé. Anh xin phép. Anh Lâm. Cho anh hôn cái. Anh gian. Em không yêu anh à? Em có yêu anh. Nhưng mà... Có yêu mà vậy? Chúng mình đi hơi nhanh. Em chưa chuẩn bị được tâm lý. Hơi nhanh. Mình yêu nhau cũng đã 3 tháng rồi mà anh chỉ được cầm tay em thôi. Bạn bè của anh gặp nhau 1-2 lần đã ấy rồi. Chúng mình đi quá nhanh. Em muốn chúng mình tìm hiểu nhau kỹ hơn. Vì đây là lần đầu em yêu nên em sợ. Thì cũng là lần đầu của anh mà. Cũng là lần đầu anh gặp em là anh đã yêu em luôn rồi. Em hãy tin anh nhá. Không, em muốn chúng mình tìm hiểu nhau kỹ hơn. Anh mà cứ như thế này là em chia tay đấy. Được rồi, anh xin lỗi mà. Hay là anh dắt em đi uống trà sữa nhá. Không. Thôi. Ở kìa, hãy đi xem phim nhá. Ê, thế con ghẹ mày sao rồi? Con nhìn mày chán đời này. Ôi trời, chán lắm anh ạ. Quen nó, chăn nó mấy tháng rồi mà chả làm được cái gì. À, nhưng có khi thế là do rau sạch chứ sao? Chưa biết thế nào mà. Tốn bao nhiêu là tiền vào rồi mà. Mãi thưa đồng hút. Thèm lắm rồi. Thưa rồi, hôm nay anh mày trúng quả. Anh mới mời chú được không? Được, được quá gì nữa. Anh mời chú lần này sau anh không có tiền, chú lại mời lại anh. Mời sau em mời lại anh. Ok. Ok. Ok, đã tay hết. Để bây giờ anh gọi điện phát nhá. Ok anh. Mày có tin không? Tao chỉ cần á, rơi vài giọt nước mắt thôi là nó phải sắn hết cả đít lên rồi. Mời tao đi ăn rồi. Đúng là thằng ngu. Buồn cười nhỉ. Tao chẳng hiểu sao mày kiếm được cái thằng sinh viên non tơ đấy ở đâu ra nhỉ. Này, tao này. Thế thằng ấy cho mày đồng nào? Thì đấy. Là cái nghề 5 năm rồi thì phải để dành được mỗi ít tiền. Phải hoàn lương chứ mày. Mày đợi tí tao có điện thoại. Alo, anh à. Ừ, Ngọc à. Anh bên Chế Sơn giới thiệu đúng không ạ? Ừ, sao? Đi nhanh như nào? À, tàu nhanh thì 5 lít. Mà chậm tí nữa là 1 triệu anh ạ. Nhanh 5 lít á? Chậm 1 củ á? Em có phải là gái đứng đường đứng chợ đâu mà anh mặc cả em. Bọn anh toàn xe ôm, em lấy thấp thôi, giảm giá đi. Anh cứ thử đi thì biết. Tiền nào của đấy. Thôi thế này nhá. Anh chốt luôn 8 lít 2 người, ok không? Thôi được rồi. Tốt cho anh một tí nhé. Lần sau nhớ giới thiệu khách cho em. Chắc khách hàng. Ờ được, ok. Nha, đến đây luôn. Nha. Dạ vâng, em chào anh nhé. Đấy, mày thấy ok không? Đấy, ngon chưa? Ngon, 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 ngon. 8 lít đây, hai anh em mình, ok chưa? Nhưng mà 8 lít em vẫn thấy hơi đắt anh ạ. Đắt cay gì, hàng ngon mình giảm giá thế là ok lắm rồi. Được. Ok, bắt tay phát. Ok. Anh ạ. Anh em mình làm pho gian nha. Để em đi tắm, em đi tắm. Ồ, đi tắm à? Rồi rồi, anh đi tắm đi. Ngọc à? Con nhỉ? Em là học bên U Tuyết giới thiệu sao ạ? Rồi ok, em biết. Em tưởng con mấy nữa cơ mà. Con làm chồng cả. Cứ bỏ về đó. Đi vào. Ôi hai tới chưa anh ơi? Cô! Chúng mày biết nhau? Cứ tưởng là sinh viên con gái nhà lành. Hóa ra cũng chỉ là con nành. Anh bảo là đánh anh đấy. Tao bảo mày đấy. Anh ấy thì cũng chỉ là cái thằng xe ôm ấy, giả danh chính thức đi chăn rau thôi. Cái đồ dạy. Mày nói em rồi. Cái gì? Thôi. Đồ giải. Thôi em ạ. Thôi đen rồi. Thôi, anh đưa chú đi chỗ khác giải đen. Hả? Nhá. Thôi. Bỏ đi. Anh đi. Dẫn chú đi. Hôm nay của anh là 150. Cả nợ nữa là 4 lít rưỡi.
Tôi chỉ có mang 250. Cô cầm tạm đi, mai tôi đưa thêm. Tháng này làm cái gì mà túng thế? Toàn chơi nợ vậy. Tôi đang gom tiền mua mảnh đất ở quê, sau đây về còn có mảnh đất để mà cắm dùi. Sao? Tính lấy vợ à? Lấy ai? Ai lấy một thằng tù tội như tôi? Mà tôi bảo này, gần 40 tuổi đầu rồi, kiếm việc gì mà làm để mà xây được cái nhà, chứ không có nhà chó đâu lấy. Thế còn cô, định làm nghề này mãi à? Alo, em nghe nè chế. À, chỗ đấy em biết rồi. Chế đợi em tí nhá, em qua liền. Ok. Thôi, tôi đi đây. Bye. Cô có thể không đi được không? Không đi, lấy cá mà ăn à? Cô ngồi dậy ăn cháo đi. Tại sao cô không gọi điện cho tôi? Để tôi đập cho con chó đấy một trận. Bộ anh là bảo kê à? Hay anh nghĩ tôi đau thế này không chịu nổi anh? Dằm ba cái vết thương này vài ba hôm là khỏi. Cô lấy tôi nhé. Anh bị điên à? Tôi là một con ca ve đấy. Thực tình tôi thích cô từ rất lâu rồi, nhưng chỉ sợ cô chê bai tôi là một thằng tù tội vừa mới về, vừa già vừa nghèo, không nuôi nổi cô. Tôi thì chỉ là một con ca ve, đâu có quyền chê bai ai cái. Tôi chỉ sợ anh chê tôi bẩn. Tôi không tiền mua được mảnh đất ở dưới quê. Tôi với cô hãy về quê, dưới quê sống. Có thật là anh không quan tâm về quá khứ của tôi không? Alo. Đã có kết quả xét nghiệm máu. Chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng cô đã bị nhiễm HIV. Cái gì cơ? Cô sao vậy? Này, Ngọc. Cô làm sao vậy? Ngọc. Tôi đi đây. Cảm ơn anh đã luôn đối xử tốt với tôi. Đừng đi, hãy ở lại với tôi. Tôi bị bệnh rồi, thế nên tôi với anh không thể nên duyên vợ chồng nữa đâu. Không sao, tôi chấp nhận. Tôi hứa sẽ chăm sóc cô cả cuộc đời. Tôi không cần gì cả. Tôi là một thằng không cha không mẹ, cô cũng chẳng có nơi nào để mà đi. Chúng ta hãy nương tựa vào nhau, về quê sống như một gia đình, có được không?